Còn tiếp theo, biên tập viên Thời tiết Xuân Anh sẽ chuyển tới quý vị khán giả những thông tin dự báo về tình hình rét tại khu vực miền Bắc. Thưa chị Xuân Anh, tôi biết là sáng nay lần đầu tiên trong mùa đông của năm nay đã xuất hiện sương giá và sương muối ở trên đỉnh Phan Xi Păng rồi. Vậy thì không biết là đêm nay và những ngày tiếp theo thì có xảy ra hiện tượng này hay không ạ? Vâng, thưa anh Hoàng Dương, dự báo rằng là sương muối vẫn có khả năng sẽ xảy ra đấy ạ. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ xảy ra ở phạm vi những đỉnh núi rất cao trên 3.000m như là đỉnh Phan Xi Păng thôi. Đó là vào đêm ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai. Còn sang đến 2 ngày sau đó thì khả năng xảy ra sương muối lại ở mức thấp, bởi vì là nhiệt độ ban đêm thì tăng lên nhanh, không còn đủ các điều kiện để có thể hình thành sương muối nữa. Về nhiệt độ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ thì dự báo là ở mức khá thấp. Tại các nơi như là Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sapa, Yên Bái, Mộc Châu, Đồng Văn, Cao Bằng, Lạng Sơn thì nhiệt độ là từ 9 cho tới khoảng 14 độ. Còn đối với Hạ Long, Ninh Bình và thủ đô Hà Nội thì cao hơn 15 đến 16 độ. Sang đến ngày mai thì thời tiết vẫn ổn định là nắng nhiều, độ ẩm thì đang có xu hướng tăng dần, thế nhưng vẫn ở mức khá khô. Toàn bộ khu vực miền Bắc thì nằm trong vùng màu vàng như thế này, tương ứng là mức ẩm chỉ từ 44 cho tới 60%. Và độ ẩm này thì dự báo có thể sẽ còn duy trì cho tới hết tuần. Trời nắng khô thì sẽ khiến cho các mạch máu co lại và hoạt động trao đổi chất giảm, khiến cho da trở nên khô ráp và kém sức sống, có thể là ngứa ngáy và khó chịu. Bởi vậy, quý vị nên uống nước nhiều hơn và khi tắm thì cũng chỉ tắm bằng nước đủ ấm thôi. Hãy sử dụng máy phun sương để bù ẩm trong nhà. Đối với các khu vực khác trên cả nước thì ngày mai dự báo cũng sẽ có nắng. Trong đó, Nam Bộ nắng mạnh và khá nóng vào buổi trưa, nhất là ở khu vực miền Đông khi dự báo mức nhiệt trong khoảng là 32 đến 33 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ có phần thấp hơn một chút, 30 đến 32 độ. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trong đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nay không mưa, trời mát 24 độ. Ngày mai có nắng, trưa chiều hơi nóng, 33 độ, kèm với đó là chỉ số tia cực tím ở mức rất cao, mức 8. Thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, trời rét 15 độ. Ngày mai trời nắng 27 độ, độ ẩm vào buổi trưa khoảng 45%. Thành phố Huế dự báo đêm nay tạnh giáo và lạnh 20 độ. Trưa chiều mai trời có nắng, 27 độ.